Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món xoài ngâm chua ngọt giòn ngon nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ, mình đã để được 3 ngày rồi, bây giờ là mình lấy ra là có thể thưởng thức thôi ạ. Khi mình ngâm thế xoài nó sẽ giữ được độ giòn ngon, rất là hấp dẫn luôn. Các bạn ăn không hết chúng ta có thể cất vào trong ngăn mát tủ lạnh chúng ta dùng dần nhé. Đấy các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ. Các nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng vào bếp để làm với mình ạ. Đây các bạn, để làm món xoài này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ạ. Xoài nhá, mình sẽ dùng 1 kg thôi ạ. Đây là xoài nhà hôm nay mưa ấy các bạn ạ. Thì cái cây xoài nhà mình nó bị gãy cành rụng ấy rất là nhiều luôn, nên mình nhặt về để mình ngâm chua ngọt để có thể ăn cơm ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình 200g đường, với 1 cân xoài 200g đường, 1 thìa canh muối để mình sẽ đun lên nhé, và 1 bát nước khoảng độ 500ml ạ, 500ml nhé. Và các bạn cho mình độ 3 quả ớt, vì xoài nó có độ chua rồi cho nên là mình sẽ không cho thêm giấm nữa, không có nó sẽ rất là chua. Rồi bây giờ mình sẽ gọt xoài các bạn nhé. Xoài thì các bạn chuẩn bị cho mình một chậu nước để mình cho vào cái xoài này vào. Mình để xoài trong nước này ấy, thì cái nhựa xoài ấy, nó sẽ không bị ra tay các bạn nhé. Khoảng 1 cân, 2, 4, 6, 7, 8 quả này là được 1 cân thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gọt cái phần xoài này để cho cái nhựa nó không bị thâm nhé. Bạn gọt hết cái phần vỏ đi. Nếu bạn nào mà muốn ăn vỏ ấy, thì chúng ta có thể dùng vỏ nhé, không có thì thôi. Để trong nước thế này thì nó sẽ không bị nhựa. Vì cái cây xoài ấy, nó bị rụng xuống ấy, cho nên là cái sân gạch nhà mình, cho nên là những cái chỗ mà nó bị dập ấy thì sau đó mình sẽ bỏ sau nhé. Vì mùa xoài đang nhiều xoài, nhưng mà mùa này cũng là mưa ấy. Nhiều lúc buổi chiều ấy hoặc đêm ấy mưa dông rất là to luôn. Miền Bắc mình là như vậy đấy ạ. Và sẽ làm cho cây cối ấy, những xoài, nhãn hay là vải xấu, không bị gãy cành rụng. Đây các bạn, khi mình đã nạo xong cái phần xoài nhá, thì các bạn chuẩn bị cho mình một âu nước và mình sẽ cho vào đây một rúm muối. Các bạn sẽ làm cho muối tan trong nước đi để mình ngâm xoài, cái nhựa xoài sẽ ra và chúng ta sẽ ngâm xoài thái vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ tách cái quả xoài này ra để mình thái nhé. Các bạn sẽ thái thành miếng vào đây cho mình. Phần hạt thì mình sẽ bỏ đi. Các bạn cứ xoáy thái hết như thế cho mình ạ.
Thế các bạn xoài như thế này chưa chín đâu các bạn, đây là xoài quê nhà mình nó thế đấy. Ăn xoài này bây giờ thì chúng ta phải ăn canh muối, chứ không có thì rất là chua đấy ạ. Xoài này nhà mình phải tầm nửa tháng nữa thì may mới chín ạ. Các bạn ngâm cho mình trong nước muối này khoảng 15 đến 20 phút, sau đó thì mình sẽ vớt ra để cho ráo nước nhé. Ớt mình cũng ngâm luôn. Các bạn cho mình cái nồi lên bếp và mình cho vào đây 200 g đường ạ. Rồi các bạn đổ cho mình nước vào nhé. Nước để làm cho nó ngập xoài, và các bạn cho mình vào đây một thìa canh muối. Mình đun lên. Mình quấy để cho cái phần muối và đường này nó tan ra nhé. Đây các bạn, khi mình đun sôi cái phần nước này lên là được rồi nhá. Nó tan hết đường và muối rồi đấy, các bạn đun sôi lên. Mình sẽ tắt bếp và mình để nguội ạ. Đây các bạn, cái phần xoài này bây giờ mình ngâm được 15 phút rồi, các bạn sẽ vớt ra cho mình để ráo nước thôi nhá. Không cần phải rửa lại nữa ạ. Rồi cho nó hết cái nước này đi, gỡ hết nước đi là được. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái bình thủy tinh nhé, hoặc là bình gốm sứ cũng được, miễn là các bạn rửa sạch đi cho mình. Và bây giờ mình sẽ bốc cái phần xoài sang, mình đã để ráo nước rồi đấy ạ. Cái phần nước đường mình đã đun nguội rồi nhà, để nguội rồi các bạn sẽ cho cái phần nước đường vào cho mình. Đấy, các bạn đun cho mình như vậy là khoảng độ 800 ml nước nhá là được đấy ạ. Với một lọ sấu 1 kg sấu này, hoặc là các bạn cứ thoa thoải mái là 1 kg, 1 kg xoài thì 1 kg nước, à 1 kg nước hoặc là 1 lít nước cũng được nha. Mình sẽ cắt cái phần ớt này. Các bạn để cho mình từ 3 ngày đến 1 tuần là chúng ta có thể lấy ra để ăn nhé. Đây các bạn, mình sẽ cho cái này. Và mình sẽ đậy vung lại các bạn nhé. Đây các bạn, sẽ để cho mình 1 tuần nhé, là mình có thể lấy ra để mình ăn ạ. Mà cái cách này mình làm ấy thì cái quả xoài của chúng ta ấy nó không bị mềm ấy ạ, nó sẽ giòn nhé. Nếu mà các bạn trần qua cái xoài mà trần qua nước nóng ấy thì nó sẽ làm cho xoài của chúng ta sẽ mềm, cho nên là mình hướng dẫn các bạn cách làm này thì nó sẽ không bị mềm ạ. Và các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.